Lịch sử Suzuki từ hãng sản xuất máy dệt đến ông lớn ngành xe máy thế giới. Cũng giống như hãng xe hơi lớn nhất Nhật Bản là Toyota, Suzuki cũng khởi nguồn từ một công ty sản xuất khung cửi dệt vải. Trải qua hàng loạt biến cố và Thế chiến thứ hai, ông chủ của hãng Suzuki là Michio Suzuki đã lèo lái con thuyền để đưa công ty trở thành hãng xe máy lớn thứ tư thế giới và là ông lớn trong ngành sản xuất ô tô. Câu chuyện khởi nghiệp của Michio Suzuki cũng là một trong những huyền thoại khởi nghiệp truyền động lực cho rất nhiều doanh nhân trẻ. Từ công ty sản xuất máy dệt đến sản xuất xe. Khởi nguồn của Suzuki tương tự như hãng xe đồng hương Toyota khi cả hai đều sản xuất máy dệt vải vào những năm đầu thế kỷ 20. Năm 1909, Michio Suzuki thành lập công ty sản xuất máy dệt lấy tên là Suzuki Loom Company tại ngôi làng ven biển thuộc Hamamatsu. Michio Suzuki là con một nông dân trồng bông và khi sáng lập công ty, ông vừa tròn 22 tuổi. Công việc kinh doanh của ông trở nên cực kỳ phát đạt nhờ sản xuất những chiếc máy dệt đạp bằng chân, dễ sử dụng và rẻ tiền. Năm 1920, Michio Suzuki quyết định đưa Suzuki Loom Company lên sàn chứng khoán để huy động số vốn cao hơn, tạo điều kiện mở rộng sản xuất. Có một điều ngạc nhiên là người ta coi sự kiện trên còn quan trọng hơn cả việc Michio Suzuki thành lập công ty, nên đã quyết định lấy 1920 là năm thành lập chính thức của Suzuki. Năm 1926, công ty bắt đầu xuất khẩu sản phẩm sang Đông Nam Á và Ấn Độ. Và trong thời kỳ quân Việt, với chủ trương quân sự hóa nền kinh tế của chính phủ Thiên Hoàng, công ty của Suzuki còn sản xuất thêm đạn dược và các phụ tùng chiến tranh khác. Sau 30 năm lăn lộn và trở thành đại gia ngành công nghiệp dệt, ông chủ Suzuki muốn mở rộng, khuếch trương sang các sản phẩm mới, cụ thể là xe hơi, bởi trung bình mỗi năm Nhật Bản nhập khẩu khoảng 20.000 chiếc mà vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu trong nước. Tới 1937, dự án xe hơi của Michio Suzuki thành hiện thực và hãng sản xuất chiếc xe hạng nhỏ đầu tiên dựa trên chiếc Austin 7. Các kỹ sư Suzuki đã mua Austin 7 từ Anh và mang về mổ xẻ nghiên cứu. Và chỉ sau vài tháng, họ sản xuất thành công mẫu xe trang bị động cơ 4 thì, dung tích 800 phân khối, công suất 13 mã lực, 4 xi lanh, sử dụng hộp số. Nhân tố quan trọng dẫn đến thành công. Do sự bùng nổ của chiến tranh thế giới thứ hai, kế hoạch sản xuất các loại xe mới của Suzuki được tạm hoãn khi chính phủ cho rằng xe hơi là một loại hàng hóa không cần thiết. Sau khi kết thúc cuộc chiến, Suzuki đã quay trở lại sản xuất máy dệt. Ngành sản xuất máy dệt phát triển nhanh khi chính phủ Mỹ đồng ý xuất vải bông sang Nhật Bản. Tài sản của Suzuki tăng lên nhanh chóng vì các đơn đặt hàng bắt đầu tăng lên từ các nhà sản xuất may mặc nội địa. Nhưng niềm vui không kéo dài khi thị trường vải bông sụp đổ vào năm 1951. Đối diện với thử thách khổng lồ này, suy nghĩ của Suzuki quay trở lại phương tiện gắn máy. Sau chiến tranh, người Nhật có nhu cầu về phương tiện vận chuyển cá nhân rất cao. Một số nhà máy bắt đầu cho ra những động cơ chạy bằng khí ga, có thể gắn vào một chiếc xe đạp bình thường. Chiếc xe hai bánh đầu tiên của Suzuki có dạng một chiếc xe đạp gắn máy có tên gọi là Power Free. Được thiết kế để giảm giá thành và dễ lắp ráp cũng như bảo trì, chiếc xe này có động cơ 2 thì 36 phân khối. Một tính năng chưa từng có trước đây là hệ thống líp đôi, cho phép người lái có thể đạp xe với sự phụ trợ của động cơ hoặc không, hoặc chỉ đơn giản là gỡ bỏ bàn đạp và chạy bằng máy. Hệ thống này tài tình đến nỗi cơ quan sáng chế của chính phủ mới đã trao cho Suzuki một khoản tiền trợ cấp để tiếp tục nghiên cứu về ngành kỹ thuật xe gắn máy. Đến năm 1954, Suzuki đã sản xuất 6.000 xe máy một tháng và đã chính thức đổi tên thành công ty trách nhiệm hữu hạn Moto Suzuki. Năm 1955, mẫu xe máy đầu tiên dưới thời công ty mới ra đời với tên gọi là Koleda, sử dụng động cơ xi lanh đơn, van bên sườn công suất 4 mã lực, đi cùng hộp số 3 cấp và phục trước dạng telescopic. Cũng trong năm này, Suzuki song song giới thiệu chiếc ô tô cỡ nhỏ khối lượng nhẹ, lắp động cơ 360 phân khối. Tình hình kinh doanh ổn định ở lĩnh vực xe máy tạo cơ hội cho Suzuki tách riêng công ty khung cửi và mô tô vào năm 1961. Sau thành công của những chiếc xe đầu tiên, Suzuki đã làm ra chiếc xe thậm chí còn thành công hơn, Suzuki. Suzuki có bánh lái trước, hệ thống giảm xóc 4 bánh độc lập và bộ chỉnh hướng trăng cưa và nhông, những tính năng phổ biến ở xe hơi nửa thế kỷ sau. Một nhân tố quan trọng trong sự thành công của Suzuki trong cuộc cạnh tranh về động cơ 2 thì
là tay đua Grand Prix Ernst Degner của Đông Đức, người đã trốn sang phía Tây vào năm 1961, mang lại cho công ty các bí mật về động cơ hai thì từ nhà sản xuất MZ của Đông Đức. Suzuki sau đó đã thuê Degner đại diện cho Suzuki thi đấu và ông thắng giải vô địch thế giới 50 phân khối vào năm 1962. Xây dựng thương hiệu vững chắc. Hãng xe vươn mình ra thế giới năm 1963 với chi nhánh đầu tiên tại Los Angeles của Mỹ. Trong suốt thập niên 1950-1960 và đầu thập niên 1970, công ty chỉ sản xuất xe máy với động cơ hai thì. Kiểu xe hai thì lớn nhất là kiểu xe 3 xi lanh, làm mát bằng nước GT750. Ngoài ra, công ty bắt đầu xuất khẩu mẫu xe GS1000H trên toàn thế giới, một bước đi giúp hãng xe có được lượng khách hàng lớn hơn. Thập kỷ 80 cũng là những năm bùng nổ của Suzuki với scooter Gemma 50 phân khối, GSX750S, LT125ATV hay ô tô Swift. Bên cạnh đó thì hãng thành lập văn phòng và trung tâm nghiên cứu và phát triển R&D tại nhiều quốc gia Ấn Độ, Pháp, Tây Ban Nha và Colombia. Năm 1981, General Motors, hãng xe lớn nhất thế giới, đã liên doanh với Suzuki và sở hữu 5% cổ phần. Năm 1994, Suzuki chạm ngưỡng 10 triệu sản phẩm kể từ khi thành lập. Tuy nhiên, đầu năm 2006, do những khó khăn về tài chính, General Motors quyết định bán 17% cổ phần trong số 20% tại Suzuki với giá 2 tỷ đô la. Bạn đang xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên tham gia group của nhóm để cùng chia sẻ ý tưởng của bạn nhé. Thông tin chi tiết bên dưới video. Đa dạng hóa sản phẩm. Trong suốt 30 năm sau, Suzuki đã xây dựng thương hiệu, phát triển sản phẩm tại những khu vực năng động và lớn nhất thế giới. Sản phẩm của họ chủ yếu là xe hạng nhỏ, bao gồm xe đa dụng, xe thể thao đa dụng, sedan, hatchback. Trong khoảng thời gian đầu thế kỷ 21 đến nay, Suzuki vẫn tiếp tục tung ra nhiều mẫu xe được ưa chuộng trên thế giới, đặc biệt ở phân khúc mô tô thể thao với GSX R Series hay đại diện nổi bật chim ưng Hayabusa. Suzuki đã trở thành một thương hiệu toàn cầu được người tiêu dùng biết đến với những sản phẩm đa dạng, chất lượng và đáng tin cậy. Suzuki có mặt ở hơn 190 quốc gia trên toàn thế giới với các dòng sản phẩm từ xe máy, xe ô tô, động cơ tàu thủy đến nhiều loại sản phẩm có liên quan khác như máy phát điện, máy hàn, động cơ thông dụng, tàu thủy, xe lăn gắn máy, xe ga khởi động điện và thậm chí cả nhà ở và nhà xưởng làm sẵn. Đến năm 2011, Suzuki Motor Corporation đạt doanh số toàn cầu gần 2.900.000 xe ô tô và 2.800.000 xe máy và trở thành một trong những nhà sản xuất động cơ có doanh số lớn nhất trên toàn thế giới. Bản thân Michio Suzuki cũng là một nhà sáng chế lớn với hơn 100 bằng sáng chế khác nhau và ông cũng gắn bó cả đời mình với tập đoàn Suzuki trên cương vị chủ tịch và thủ lĩnh tinh thần của tập đoàn. Từ khi chiếc mô tô đầu tiên được ra mắt vào năm 1952 cho đến khi ông trút hơi thở cuối cùng vào năm 1982 ở tuổi 95. Siêu kế hoạch tới năm 2030. Ông Osamu Suzuki tên thật là Osamu Matsuda. Sau khi tốt nghiệp Đại học Chuo vào năm 1953, ông làm việc ở một ngân hàng nhỏ. Cuộc đời ông đã có bước ngoặt lớn khi lấy vợ là bà Shoko Suzuki, cháu nội của ông Michio Suzuki, người sáng lập ra hãng Suzuki. Bởi nhà vợ không có con trai và cháu trai nên ông nghiễm nhiên được coi như là con trai và được tin tưởng trao quyền để chèo lái doanh nghiệp. Từ năm 1958, ông về làm việc cho Suzuki và từ năm 1978 cho đến nay, Osamu Suzuki toàn quyền lãnh đạo công ty sản xuất ô tô lớn thứ 10 thế giới này. Vì thế, ông cảm thấy trách nhiệm rất lớn của mình trước vận mệnh của Suzuki. Tại đại hội cổ đông thường niên của Suzuki Motor vào tháng 7 năm 2018, Osamu Suzuki đã đưa ra siêu kế hoạch trong tương lai của công ty. Trong đó, ông nhận định thị trường ô tô Ấn Độ mà công ty tập trung nhắm đến đã tăng trưởng nhanh chóng trong vòng 10 năm qua, với mức tăng trưởng 9% mỗi năm. Trong năm tài chính, tính đến tháng 3 năm 2018, chi nhánh của Suzuki tại Ấn Độ, Maruti Suzuki India, đã bán được 1,65 triệu ô tô và nắm giữ hơn một nửa thị phần ô tô chở khách tại nước này. Bên cạnh đó, khoảng 120.000 ô tô Suzuki đã được xuất khẩu từ Ấn Độ trong năm ngoái. Chủ tịch Suzuki nói rằng, nếu thị trường ô tô mới tại Ấn Độ tiếp tục tăng trưởng 9% một năm, doanh số ô tô mới của hãng này sẽ đạt 10 triệu chiếc vào năm 2030, từ mức khoảng 3,2 triệu chiếc thời điểm hiện tại.
Chủ tịch 88 tuổi của Suzuki cho biết ông tiếp lửa cho các giám đốc của công ty mỗi ngày để đạt được mục tiêu, đồng thời nhận định công ty đã trải qua những thách thức chưa từng thấy. Tuy nhiên, kế hoạch dồn trọng tâm vào Ấn Độ của Suzuki được nhận định là tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trong khi nhiều công ty Nhật chỉ đặt mục tiêu trong vòng 3-5 năm, Suzuki đưa ra hẳn kế hoạch tới năm 2030. Mục tiêu bán gần 5 triệu ô tô tại riêng một quốc gia được đánh giá là khá tham vọng so với mục tiêu bán 2,4 triệu chiếc tại Mỹ và 1,6 triệu chiếc tại Nhật của Toyota Motor. Thậm chí, các nhà sản xuất lớn trên thế giới như General Motors của Mỹ hay là Volkswagen của Đức cũng không bán được 5 triệu ô tô ở riêng quốc gia nào. Hiện Maruti Suzuki bán 16 dòng xe và có hơn 2.600 đại lý tại Ấn Độ, cùng hơn 40.000 nhân viên bán hàng, 30.000 kỹ sư. Kế hoạch của chủ tịch Suzuki cho biết, công ty dự định tăng lên bán 30 dòng xe và 10.000 đại lý với 120.000 nhân viên bán hàng, 100.000 kỹ sư vào năm 2030. Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé!